Hello, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã đến với cái channel Code Do Minh Mobile của mình. Đó, thì hôm nay mình sẽ đọc cái tên COD thành cái tên Code luôn cho nó dễ nha các bạn. Rồi, thì hôm nay mình sẽ tiếp tục chơi cái chế độ sinh tồn random cùng với người lạ nha mấy bạn. Rồi, ok. Thì bồ mình nó nhảy tùm lum chỗ hết mấy bạn. Thằng nhảy chỗ này, thằng nhảy chỗ kia, méo phiêu kêu gì luôn. Rồi mình bây giờ mình đi kiếm súng, đạn, giáp đầy đủ. Rồi mình đi kiếm người mình xử luôn. Ok. Trời ơi, nãy giờ không có thằng nào. Ủa, có thằng nè. Được, được, được. Trời đất mẹ ơi, mạng này mạng của tao, mày lại mày lút mày. Trời ơi, bắn mình bắn đã cái anh lại, anh chạy lại, anh giành lút với mình luôn. Thấy anh ngon không? Trời ơi, chán bồ thiệt luôn. Có thằng đây nè, có thằng đây nè, bồ mà nó bắn nè. Trời ơi, bắn hai viên cái chết có mạng luôn bạn. Trời ơi, ngon. Rồi cưỡi ngựa, cưỡi ngựa, cưỡi ngựa mấy bạn. Cưỡi ngựa. Ê mày, mày chơi quăng quơ không, chơi mất dạy mày. Trời đất ơi, thằng bồ này, tao thấy mày không được nha. Đầu trận nãy giờ là tao thấy mày không được nha. Lát mày chết tao đéo cứu mày luôn. Mày nhớ đó, thằng số 1. Ok, bây giờ mình sẽ đi chọc chó nha các bạn. Đó, trò chơi quen thuộc của người Việt Nam đó là đi chọc chó. Đó, chó nó ra rồi, bây giờ mình chọc nó. Đó. Ok, ok, ok. Nếu có một mình bắn hơi bị lâu rồi. Mấy con bò đâu ra phụ coi. Trời ơi, để mình tôi bắn gì. Ra phụ coi. Ôi vãi đạn, không thằng nào ra luôn. Thấy bắn vậy mà không thằng nào ra luôn. Đúng, đúng thiệt bồ luôn á. Chán bồ thiệt luôn á. Bây giờ gần chết rồi nó ra. Nó ra lát nó lụm đồ hả. Nè nè, chạy lại lụm đồ cả đống này nha. Trời đất ơi. Thấy chưa, thấy chưa. Lúc mình bắn thì không ra, gần chết mới ra. Ra xong lụm đồ khí thế luôn, đúng bồ thiệt. Chán thiệt chứ. Rồi ok, bây giờ mình sẽ chở cái thằng của chở thằng số 1 với cái thằng số 3. Trời ơi, quên nữa. Nãy chở thằng số 1 chi á, cho nó đi bộ mẹ cho rồi. Ôi có hàng lúc xuống. Mấy anh sao nhanh tay bằng tôi được. Trời ơi. Ủa sao số 1 không xuất lút nữa đi mày. Ở trên xe làm gì, học xuống xe lút đi. Nãy mày ham lút lắm mà. Ui. Ui, số 4 làm gì nè, lên nè. Lên, lên đi. Ây da, ây da, thằng nào bắn, ây da, ây da. Trời ơi, thằng nào vậy? Thấy rồi, thấy rồi. Thấy rồi, đây, một thằng. Tôi thấy mẹ mù mắt quá. Nha, yeah, vừa lần nãy giờ mà chưa lụm được cái băng đạn thêm luôn các bạn. Mới có 20 viên, thấy chưa gì hết là nó hết đạn rồi. Chán thiệt sự luôn. Ui, 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 ui. Tóc biến kìa. Ui, ui, ui. Thôi rồi, hết rồi, thôi mất tiêu luôn. Ôi vãi đạn. Hài vãi cả chữ luôn các bạn. Đây nữa nè, hai thanh niên nữa nè. Ui đông thế, chỗ này đông thế.
đông thế mẹ em. Ôi gặp thanh niên tóc biến quá dữ mấy bạn. Rồi bắn. Lần đầu tiên gặp một thanh niên mật khách nhưng mà vẫn bị mình giết. Thôi chờ thôi chứ mấy mình lắc cái thằng kia nó dễ lắm rồi, chứ không phải nó hack đâu. Nếu nó hack là mình chết với nó rồi, chứ không phải nó chết với mình đâu. Ok. Trời ơi đông dữ vậy, đây nữa nè. Trời ơi. Cái chỗ này đông thiệt mấy bạn. Đông vãi nháy luôn á. Để xịt thuốc giảm đau lên cho nó hồi máu lên mấy bạn. Chưa có cái cục máu tím luôn. Đó, có cục máu tím. Ủa, trời đất mẹ ơi. 7 cục máu tím mà nó chưa có. Quái trưởng. Hình như có một thằng nó ở đây thì phải. Đúng rồi. Chít một tấc nguyên văn đạn không trúng gì nào. Ôi trời ơi, cái gì game trời. Trời ơi cái gì mà giật giật lắc lắc vậy. Ok xuống chơi luôn cho nóng sức. Hãy xem ta đi. Wow. Tính cả S hả mày? Chơi mà chơi tính cả S. Ôi. Đây nè. Trời ơi. Quá dễ luôn. Easy. Để mình leo lên đây coi. Có thằng nào trên đây không? Bắn y xèo trên đây nè. Bồ mình nó bắn quá trời mà không biết bắn đâu. Đây nè. Rồi chết bà nữa rồi. Thấy trễ quá mấy bạn. Thấy sớm là KS được mạng của con bồ rồi. Rồi số 3 chết quèo. Cẩn thận mấy bạn, không được ẩu. Có thằng lấy xe nữa nè. Trời ơi. Gì ghê vậy. Cái gì mà ghê vậy. Đúng, hụt. Trúng. Viên nữa chết. Chết liền. Trời ơi. Anh đây là thấm sniper đây nè. Nóc luôn, hay. Trời ơi, cảm ơn cái đế bay của cái thằng nào nha. Cảm ơn nhiều nha. Cái thằng nóc ở đây nó chết chưa ta? Có thằng cái bên đó nè. Ui. Ghê vậy. Ui. Ui, hên là cái đó nó mắc cái cây mình không bị chóng mấy bạn. Cái vào đó mà nó bật cái khiên lên là mình sẽ bị chóng á mấy bạn. Cái kỹ năng của cái khiên đó là vậy á. Mình bị chóng là mình không có thấy đường, mình bắn là mình chết luôn á. Nè, có thằng kế bên luôn nè. Chạy đâu, đi đâu mà vội mà vàng. Dừng chân ghé lại. Ăn đạn nhé em. Trời ơi. Gạt luôn, ôi. Ui. Ủa, thằng kia chết à. Tính gạt mà nó chết rồi cái thằng nào lại nữa. Mày nghe bộ nhanh thế. Tính lấy cái cây tích tầm nhiệt mà bộ nó lấy lẹ quá mấy bạn. Đúng thiệt. Trời ơi. Sao không có mạng. Ui. Leo tường hả? Má chầu thế. Ui. Chơi thì chơi khô máu đi, chạy gì không biết nữa. Khổ ghê vậy. Rồi ok, bây giờ còn bồ mình thì còn 3 thằng.
Đó thì trong cái map này còn 6 thằng thì còn 3 thằng địch. Đó. Không biết là ba thằng địch này có chung team không hay là khác team nữa thì mình không biết, nhưng mà vấn đề mình cần biết là mình cần lấy cái top 1. Ok. Thì khả năng cái top 1 này cũng khá là cao mấy bạn, nó phát hiện nó rồi. Cái đĩa bay của thằng bồ nó đã phát hiện. Rồi thằng bồ nó giết luôn rồi. Ok. Còn hai thằng địch. Đó, giờ mình sẽ đi tìm địch. Rồi mình sẽ đi giết địch. Chứ đừng có đi hủy địch nha mấy bạn. Ok. Rồi, thấy một thằng ở trên. Lên cáp teo mình chơi nó luôn mấy bạn. Ngán gì tầm y. Trời ơi. Chơi là phải khu máu lên chứ. Nó chạy thằng nào chạy đây nữa nè. Chạy hả mày? Ủa này phải phải cái thằng ở trên đồi không? Chắc không phải đâu các bạn. Thằng trên đồi còn trển. Đâu rồi? Thằng này chạy lẹ dữ trời. Ui bò vô bò vô, bò này đốt đau lắm, chạy lẹ chạy lẹ. Ui. Rồi. Thằng bò nó. Win luôn rồi. Rồi thì vậy là cái thằng kia nó chết bo, còn cái thằng ở trên đồi là bị thằng bồ mình nó giết. Rồi ok. Rồi cảm ơn các bạn đã xem video của mình. Nếu các bạn thấy video của mình hay hài hước thì hãy để lại cho mình một like và một subscribe kênh của mình nha. Rồi. Chúc các bạn có một ngày thật là vui vẻ nha. Rồi, bye bye. Hẹn gặp các bạn trong các video tiếp theo.